Này tiếp tục đạp cái ngát nữa cả nhà ơi. Nó cung gồng. Ăn cơm luôn. Đi đạp vòng vòng, bữa nay đạp chung xong cả nhà. Mình ăn cơm rồi, vợ chưa ăn. Tiến hành đi cả nhà, nào có mình quay cho nhà xem nha. Sao không? Trời ơi, tay luôn. Vô ăn cùng hả? Vô ăn cùng. Okay. Nước mới có vừa gồng cả nhà. Đuối luôn. Hàng rửa dòng mặt luôn. Con đầu tiên nha. Kiếm chân. Con đầu tiên luôn. Kiếm bắt tay luôn. Ớt đầu ớt cổ luôn. Vô hàng cùng phải thọt tay vô hả? Chứ này, em đút ấp giật nó đâu chạy ra đâu. Thọt tay vô bắt luôn chứ. Mình ém sình vô. Cái ém à, ém hàng à. Ém sình vô mới được, không ém vô nó. Đẩy một cái thì ngồi luôn. Con đầu tiên. Con nhỉnh được cái nè. Đó ký á. Sâu quá vậy, lặn nổi không? Quá mà, sâu quá. Dạ, trời ơi. Cá trời. Ôi trời. Bắt biết cá kìa. Lặn thấy thở không nổi. Vô, vô, vô hàng khủng nè. Nó bự. Nó sâu. Lặn giữa sông hả? Nó ở giữa sông hả? Ở trong sông này, nó ở giữa sông nhiều. Nặng 5 phút mới dính được cá. Cá này ký à. Cá này ký khỏe luôn á. Sợ hơn á. Nặng cái hang rung 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 luôn á. Mệt. Nó dội lại dò. Rồi nó chạy ngược trở lại cái nữa. Tưởng ra rồi. Nhờ anh lấy bằng giò anh xè ra anh chặn lại. Nó nghe nó phật đó hả? Ừ. Đặn hai con. Cái hồi sẵn. Cà bá rồi, ký ngay cả nhà. Hai con. Hang nằm sâu quá, kêu bỏ đi. Con thứ hai nè. Sâu quá thấy lặn mệt. Cái này có quát anh nè. Ừ, cái đầu bự quá. Cái đầu bự. Mình nó tròn ha. Nó cũng tròn. Rồi, tiếp tục cả nhà ơi. Về cả nhà ơi, cũng mình ên đạp gì cũng mệt, bữa nay cũng ngon nha. Đó. Bự đâu cũng mười mấy con mà được đâu. 1 2 3 4 5 6 con bự cả nhà. Có con ký ngoài nữa nha. Nó ở cái con đó đó. Mười mấy con mà được 5 con bự. Quá đã luôn. Rồi. Chào tạm biệt cả nhà luôn, hẹn cả nhà những video tiếp theo nha.